Đại chúng trong một niệm Phật ba lần. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đây là ngày lễ Phật Đản, Phật lịch 2563, Phật lịch 2519. Ngày Phật Đản gọi qua các cái ngày lễ Vesak. Hôm nay giờ đây tôi sẽ giảng về ý nghĩa của lễ Vesak. Lễ Vesak là một cái lễ còn gọi là lễ Tam Hợp. Đây là kỷ niệm ba cái sự kiện trọng đại liên quan đến cuộc đời Đức Phật trong giáo pháp của Đức Phật. Thì đó là cái sự kiện mà Đức Phật ra đời, tức là Đức Phật đản sinh, sự kiện Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn. Cả ba cái sự kiện này nó đều diễn ra vào cái ngày trăng tròn tháng Vesak, tức là ngày rằm tháng tư âm lịch, cho nên được gọi là ngày lễ Tam Hợp. Thứ nhất là sự kiện Đức Phật đản sinh. Thì cái ngày trăng tròn tháng Vesak năm 632 trước công nguyên đấy. Và cái thời đấy thì ở bên Ấn Độ thì có một cái nước gọi là nước Katinabe. Thì Katinabe thuộc đông bắc Ấn Độ và bây giờ thì nó thuộc về cái nước Nepal. Thì ở bên đấy có một quốc gia và có một cái vị vua trị vì cái đất nước đấy là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Man Gian. Thì hai người này sau khi mà kết hôn thì trải qua một thời gian rất là dài chưa có con, và sau đó thì hoàng hậu Ma Gia đã đi cầu nguyện để được sinh một hoàng tử. Thì bà giữ những cái trai giới, là một cái người sống có cái giới hạnh, giữ gìn trai giới, làm nhiều những cái thiện pháp, sống đời và sống rất là thanh tịnh để cầu nguyện sinh được một hoàng nam. Thì sau đó thì hoàng hậu đã mang thai. Thì cái vị mà đi đầu thai có một cái vị thiên tử từ trên cái cõi trời đâu xuống, đó chính là một cái vị Bồ Tát đã trải qua 40 kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp tu các ba la mật. Và cái vị này sẽ là một cái người là đáng trầm, một cái người sẽ hạ sinh xuống dưới trần gian và sẽ để tu tập và trở thành một vị Phật. Thì vị Bồ Tát từ cõi trời đâu xuống và đã quan sát dưới nhân gian, quan sát thứ nhất là vị đó quan sát cái thời thế, vào cái thời điểm nào thích hợp để cho một vị Phật có thể ra đời. Thì vị Bồ Tát này có quan sát thấy rằng là chỉ có ở cái thời điểm mà cái tuổi thọ con người nó không quá dài, nó không quá ngắn. Khi mà tuổi thọ con người quá dài thì con người sẽ dễ đuôn và chủ quan, không có chú tâm vào cái sự thực hành giáo pháp để đi đến giải thoát. Ở cái thời mà cái tuổi thọ con người nó quá ngắn thì lúc đấy cái phiền não nó sinh ra rất nhiều, cái trí tuệ nó rất là yếu ớt, con người sẽ không có chuyên tâm thực hành được giáo pháp giải thoát. Ở cái thời nào mà cái tuổi thọ con người đó trung bình vừa phải thì con người sẽ tu tập tốt nhất. Quan sát cái thời thế biết rằng cái thời điểm lúc đấy tuổi thọ con người 100 tuổi là thời điểm thích hợp. Quan sát một cái quốc độ, quốc độ nào là phải nằm ở trung tâm của cái quả địa cầu thì sẽ phù hợp cho cái việc truyền bá giáo pháp. Thì Bồ Tát từ cõi trời và quan sát thấy cái nước Ấn Độ là trung tâm của cái cõi nhân gian, và quan sát cha mẹ, những cái người nào là cái người đáng để làm hiền mẫu, mẫu thân phải là một cái người có đức hạnh, phải là một cái người phúc hậu. Thì lúc đấy thấy hoàng hậu Man Gia là cái người có đức hạnh,
và phúc hậu, và là cái người xứng đáng để trở thành thân mẫu của một vị Phật. Và Ngài đã quyết định giáng sinh của cõi trần gian. Thì Ngài đã thọ thai vào Hoàng hậu Maja, và sau đó thì Hoàng hậu Maja đã đản sinh Thái tử Tất Đạt Đa ở tại một cái khu vườn gọi là vườn Nam Tỳ Đi, trên cái con đường mà đang trở về quê nhà để chuẩn bị cho cái ngày lễ đản sinh của mình. Khi mà sinh ra đời thì Thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng tốt, 32 tướng đại trượng phu. Nên là khi mà Ngài sinh ra thì người tới gốc cây Bồ Yêu, Ngài bước đi ngay khi vừa mới sinh ra, Ngài có thể bước đi 7 bước trên 7 đóa hoa sen, và một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, và nói rằng: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nên là trên trời dưới đất ta là bậc tôn kính nhất. Và đây là kiếp cuối cùng, sau này không còn phải tái sinh kiếp nào nữa. Đây là cái câu nói đầu tiên khi Ngài vừa mới bắt đầu mà sinh ra đời. Ngài có 7 đóa sen vàng, 5 con ngọc, 9 dòng phun nước tắm như đa. Ngài sinh ra thì có các vị long vương phun nước tắm cho Ngài. Thì mình có hoa men, và có rất nhiều các vị chư thiên, các vị thiên thần đến để nâng đỡ, nâng các cái hình hài của Ngài, nâng đỡ hình hài trong cái khu vườn Nam Tỳ Ni đó. Vườn Nam trở thấy hoa đà nở, muôn bạn thì vui chỗ nhìn đàn. Cái gốc cây Bồ Yêu thì cái cây Bồ Yêu lúc đấy nó nở hoa rực rỡ. Cái cây Bồ Yêu này hàng ngàn năm mới nở hoa một lần. Và khi mà cái cây Bồ Yêu này nó nở hoa thì đây là nó báo hiệu một cái điểm rất là vui. Bồ Yêu có nghĩa là không có sự yêu sầu. Nó báo hiệu là sẽ có một cái điểm gì đó, một cái điểm vui, một cái điểm lành cho nhân thế. Thì khi nào có những cái điểm lành cho nhân thế thì cái cây Bồ Yêu này nó mới nở hoa. Và đây là một cái sự kiện rất là trọng hi hi, đó là cái cây Bồ Yêu nở hoa rực rỡ. Và đây nó là vì thấy một cái điểm đạn như vậy, Hoàng hậu Maja đứng ở dưới gốc cây Bồ Yêu và giơ tay hái vịt cái cành cây Bồ Yêu đấy. Thì Thái tử Tất Đạt Đa hạ sinh ngay dưới gốc cây Bồ Yêu. Thì cái điểm này nó báo trước rằng là sẽ có một vị bậc vĩ nhân, sẽ có một bậc thánh nhân, sẽ có một bậc giác ngộ, một bậc ra đời sẽ đem lại hạnh phúc cho nhân loại, sẽ đem lại cái sự hạnh phúc cho số đông, đem lại cái sự hòa bình, đem lại sự an lạc, diệt trừ những sầu bi, diệt trừ những cái khổ ưu não cho chúng sinh, để cho chúng sinh thành tựu được chánh trí, giác ngộ được chân lý và đi đến giải thoát khổ đau, giải thoát khỏi các phiền não. Thì đấy là một cái điểm báo trước về một cái điểm hạnh phúc hy hữu rất là hiếm có ở trên thế gian, đó là sự ra đời của một vị thái tử mà sau này sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Và đây là một cái niềm hạnh phúc cho cả chư thiên và loài người, vì cái con mắt trí tuệ đã bắt đầu xuất hiện, cái ánh sáng chân lý và ánh sáng giác ngộ bắt đầu xuất hiện trên thế gian cho tất cả chúng sinh ở cõi thiên giới và cõi nhân loại được giác ngộ con đường giải thoát. Nếu Đức Phật đản sinh đến nay thì vẫn còn cái dấu tích, và người ta xây lại những ngôi nhà để người ta bảo trì lại những cái dấu tích đấy. Nơi Đức Phật đản sinh nằm trong cái ngôi nhà này thì cũng có. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 300 năm sau thì vua A Dục Vương ở cái nước Ấn Độ này, ông ấy đã cho chôn một cái trụ đá, trên đầu đó có bốn cái đầu con sư tử. Trên trụ này có bốn cái đầu con sư tử trên trụ đá dài 6 mét, chôn đánh dấu cái chỗ mà Đức Phật ra đời. Mà cho đến mãi năm 1986 thì những nhà khảo cổ người Anh người ta mới đào thấy trong cái trên cái cột này vẫn còn ghi nữa. Đây là cái cột của vua A Dục Vương ở thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đã đánh dấu để ghi lại cái mốc, cái nơi chốn mà Đức Phật đã đản sinh.
tức là cái trụ cột đá này để đánh dấu đúng cái nơi Đức Phật đản sinh năm 623 trước công nguyên. Giờ vẫn còn cái di tích đấy, vẫn còn cái thánh tích ở trong vườn Nam Tỳ Ni này. Sơn vàng của Đức Phật. Khi mà Đức Phật khi mà Thái tử Tathāgata sinh ra đời thì lúc đấy có một vị đạo sĩ Atuda và một cái vị tu ở trên tu khổ hạnh ở trên núi nhìn quan sát các cái điểm lành ở trên trời, cũng nhìn những cái vì sao, quan sát các cái tinh tú ở trên bầu trời, biết rằng có một cái bậc vĩ nhân đang xuất hiện, biết rằng có một cái vị Phật tương lai đã ra đời và cái vị này đã xuống dưới nhân gian và tìm đến cung vua để xin được vào để xem tướng cho Thái tử Tathāgata. Thì cái vị tiên Atuda này đã đến và xem trên cái hình hài của bé sơ sinh của vị hoàng thái tử sơ sinh này có đủ 32 tướng của bậc đại trượng phu. 32 tướng của bậc đại trượng phu đấy, ví dụ như là dưới bàn chân thì có hình bánh xe, bàn chân thì bằng phẳng, trên đầu thì có nhục vế, nghe rồi là có rất là nhiều những cái tướng hảo, những cái tướng hảo rất là những cái hảo tướng, những cái tướng tốt, những cái tướng báo hiệu đây là một cái điểm này, những cái tướng báo hiệu đây là một cái bậc đại nhân, đây là một cái bậc vĩ nhân, một cái bậc mà có 32 tướng đại trượng phu này chỉ có hai con đường. Nếu như cái vị này mà ở Hạ Giang thì sẽ là một cái vị vua chuyển vương thánh vương. Vị vua chuyển vương thánh vương thì có đầy đủ 7 món báu, đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc man nhi báu, ngọc nữ báu, gia chủ báu, tướng quân báu. Thì cái vị đấy sẽ có hơn 1.000 người con trai là những bậc anh hùng dũng kiệt và nhất phục địch quân, vì đó mở mang cái cõi bờ cõi đến tận bốn biển, làm chủ cả bốn châu thiên hạ. Thì một cái vị vua chuyển luân thành vương là một cái bậc rất là anh minh, dùng chánh pháp để trị dân, không có dùng gậy, không dùng đao, không có dùng nhà tù, mà chỉ dùng những cái văn hóa, những cái đạo đức, những cái lối sống hiền thiện để dạy dân bỏ ác làm lành và sống một cái đời sống hiền lành, không có làm những điều tội lỗi. Thì đấy là một cái sự trị vì của một vị vua chuyển vua thành vương, đem lại sự an lành cho quốc độ, đem lại sự bình an cho dân chúng. Còn nếu như cái vị này mà đi xuất gia với một cái người mà có đầy đủ 32 tướng hảo, 32 tướng của bậc đại nhân, nếu đi xuất gia thì sẽ trở thành một bậc giác ngộ, một cái bậc trí, có trí tuệ, có thể vén nuôi cái màn vô minh, vén nuôi, có thể diệt trừ tất cả những cái si mê, những cái sự mê muội, những cái tà kiến, những cái mê tín ở trần gian, khai mở ra con đường chánh đạo, khai mở ra con đường giác ngộ, con đường chánh kiến, hướng dẫn cho chúng sinh thực hành chánh đạo, đi đến chánh trí, có chánh giải thoát và diệt trừ tham sân si ở đời. Thì đó là cái vị hoàng thái tử ngàn bậc có 32 tướng thẳng thì chỉ có hai con đường như thế. Nếu lớn lên thì đó không làm vua thì sẽ làm Phật, không làm Phật thì sẽ làm vua, không có con đường nào khác. Vị hoàng thái tử lại có một cái tư chất rất là thông minh, nỗi đạt có một cái tư chất ngay từ nhỏ, nhưng không có giống như những đứa trẻ khác. Ngay từ khi mà còn bé mới có 5-6 tuổi, 6-7 tuổi, nhưng mà đã có một cái sự quan sát, một cái sự nhìn nhận, có một cái triết lý sống rất là thâm sâu, rất là thoát tục. Đó là trong một cái buổi lễ mà mọi người thì đi ra ngoài cánh đồng để làm cái lễ cúng tế thần thánh để cho các vị thần linh phù hộ cho dân chúng được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Thì lúc đấy vị thái tử này còn là một thiếu niên, còn là một cái em bé rất là nhỏ, và
Thay vì mọi người thì thích thú với những cái đám đông, ưa thích những cái trò chơi ở trong các lễ hội, thì vị thái tử này lại quan sát cái nỗi khổ của nhân gian. Thì lại thấy rằng là những cái người nông dân thì vất vả cày cấy, mồ hôi nhã nhượng, những cái con trâu con bò nó kéo cày, nó cũng gò lưng gò cổ và nó rất là khổ sở. Rồi là những cái loài nọ thì ăn thịt loài kia, có những cái con hổ con báo thì nó rình rập, con hiêu con nang, có những cái con chim diều hâu thì nó bắt những cái con rắn, những cái con rắn con đấy thì lại bắt những cái con ếch con nhái, những con ếch con nhái thì lại ăn thịt những cái con sâu con bọ. Thì nó chỉ có những cái cảnh tương tàn tương sát ở ngoài cánh đồng, ở thế gian này là như vậy, cứ loài nọ tàn sát loài kia. Thì cuộc đời này nó giống như một cái bể khổ, một cái bể khổ đau, một cái vòng tương tục, một cái sự vay chặt với cái loài này, phải vay mượn cái mạng sống của loài khác để nuôi dưỡng cái mạng sống của mình. Và nó chỉ là một cái sự thảm sát, một cái sự thảm hại. Mỗi một ngày là một cái ngày sống trong cái sự khổ não, mỗi một cái cuộc đời sinh ra là phải gánh chịu bao nhiêu những nỗi bất hạnh khổ sở, chỉ vì để nuôi mạng sống này mà phải giành giật nhau, phải bon chen, phải tàn sát lẫn nhau như vậy. Thì thấy những cái cảnh khổ như vậy, cho nên là một cái vị thái tử này nhàm chán, không ưa thích, không ham thích những cái đám đông, không ham thích những cái trò chơi, không ham thích những cái không có ưa thích tham gia vào cái buổi lễ hội hôm đấy. Và vị này ngồi dưới một cái gốc cây tĩnh lặng và chú tâm vào hơi thở, bắt chân lên ngồi theo tư thế kiết già để niệm ở trước mặt. Vị đấy chú tâm vào hơi thở và vị đấy phát triển được thiền định, vị đấy nhập vào sơ thiền và quên hết tất cả vạn vật ở xung quanh, không còn biết một cái gì nữa. Thế thì lúc này mọi người thấy thái tử Tất Đạt Đa ngồi tĩnh lặng dưới một cái gốc cây, một cái gốc cây như thế này, thì mọi người là vậy, thì tất cả mọi người tập trung đi xem lễ hội hết. Và khi quay trở lại thì lúc này vị này đã nhập định rất là sâu, nhập vào một cái trạng thái sơ thiền rất là sâu, không còn biết gì vạn vật ở xung quanh nữa. Và lúc đấy mặt trời đã đứng bóng, nhưng mà cái cây này nó vẫn tỏa bóng, cái cây này nó vẫn có che mát cho vị thái tử. Vẫn có tỏa ra những cái cành cây che những cái ánh nắng cho thái tử có được cái bóng mát còn ngồi. Thì lúc này tất cả mọi người mới chạy đến gọi một cái vị vua Tịnh Phạn đến và xem rằng đây là một cái điểm rất là lạ. Và thái tử còn là một em bé rất là nhỏ bé, nhưng đã ngồi thiền rất là trang nghiêm và đã nhập định rất là thâm sâu, và không còn biết gì đến sự kiện ở xung quanh nữa. Lúc này vua Tịnh Phạn đã đến và nghiêng mình kính lễ con trai mình, kính lễ một cái vị thái tử này. Và nhà vua nói rằng đây là lần thứ hai ta đảnh lễ con. Lần thứ nhất vua Tịnh Phạn đã đảnh lễ, đó là lúc đấy đảnh lễ Hài Nhi. Lúc đấy bởi vì vị thầy tướng nói là Hài Nhi có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Khi mà mọi người nói rằng Hài Nhi mới sinh ra đời đã có thể bước đi 7 bước và dưới chân thì mọc lên 7 đóa hoa sen, và làm cho nhà vua cảm thấy kinh cảm và cảm thấy đây là một cái con người khác thường, một cái bậc thánh nhân chứ không phải là cái người bình thường. Và nhà vua đã phải nghiêng mình đảnh lễ thái tử. Và đây là lần thứ hai thì lại thấy một người con trai của mình còn rất là nhỏ bé nhưng đã biết ngồi thiền một cách rất là trang nghiêm như những bậc thánh nhân. Thì nhà vua lần thứ hai đang nghiêng mình đảnh lễ, ông nói rằng đây là lần thứ hai ta đảnh lễ con. Khi mà lớn lên thì cũng là một chàng trai học đầy đủ các cái môn về văn võ, cũng có những cái môn văn học thì học tất cả các cái môn văn triết sử tướng số thiên văn địa lý.
còn tất cả những cái môn kỹ nghệ võ công, và ngài đều là những bậc rất là giỏi, vì tức là một cái người văn võ song toàn. Và năm 16 tuổi cũng kết hôn với một cái nàng công chúa ở một cái nước bên cạnh, nàng công chúa Gia Du Đà Đà. Thì mặc dù đã được vua Tinh Phạt là rất là cưng chiều và đã xây cho một cái vị thái tử này ba tòa lâu, ba cái tòa cung điện. Một cái tòa cung điện là để dùng cho mùa hè, một cái mùa nóng. Một cái tòa cung điện là dùng cho mùa lạnh, và một cái tòa cung điện là dùng cho mùa mưa. Đấy, thì ba trong ba cái tòa cung điện đấy thì được trang bị đầy đủ tất cả những cái thú vui ở trần thế. Tòa cung điện nào cũng có rất là nhiều người phục vụ, có rất là nhiều nhạc công, có vũ công, có các cái nhạc sĩ, có các cái vị ca sĩ và ngày đêm múa hát, để cho cái vị thái tử này không lúc nào mà biết đến cái nỗi buồn phiền, lúc nào cũng sống ở trong cái vui thú, gọi là sống trong cái nạn thú ở trần gian. Và với cái ý đồ của vua Tịnh Phạn là để cho cái vị thái tử này lớn lên, thấy cái cuộc đời này rất là nhiều cái điều vui sướng, rất là nhiều cái điều hạnh phúc như vậy, thì vị thái tử ấy sẽ ở lại cái thế gian này để sau này nối cái sự nghiệp đế vương, tức là trở thành một cái vị vua chuyển vương thành vương. Chứ vị vua Tịnh Phạn là cái vị vua cha Tịnh Phạn không muốn vị hoàng thái tử sau này lớn lên trở thành một người xuất gia. Nhưng mà trong thâm tâm của cái vị hoàng thái tử này thì lúc nào cũng suy nghĩ về những cái nỗi khổ của trần gian. Và mặc dù sống ở trong cái đời sống vương giả, hưởng thụ rất là nhiều những cái lạc thú sung sướng như vậy, nhưng mà lúc nào ngài cũng trăn trở khắc khoải một cái điều, đó rằng là thế gian này cái mục đích của cái thế gian này là gì, con người ta sống ở trên đời này cuối cùng sẽ như thế nào, con người từ đâu mà sinh đến cái con này, khi chết rồi sẽ đi về đâu. Đó là cái sự khắc khoải, một cái sự khắc khoải một cái điều trăn trở như vậy, và không lúc nào cảm thấy có cái niềm vui, lúc nào cũng cảm thấy ưu tư, trầm ngâm, suy đoán về cái lẽ sống của nhân sinh. Và một lần thì vị thái tử này đi dạo chơi bốn cửa thành, thì nhìn thấy những cái cảnh tượng, đó là có một người già lọng khọng, có một cái người bệnh run rẩy, và có một cái người chết, một cái xác chết đang đi thiêu. Thì lúc này thì vị thái tử này hoàn toàn tỉnh ngộ, hoàn toàn tỉnh ngộ, nói rằng đúng là trần gian này chỉ là cái cõi tạm lương, chứ không phải là cái cõi sống thật sự, không phải là cái cõi sống hạnh phúc an lạc như mọi người xung quanh vẫn thường ca ngợi. Mà lúc này vị đó biết rằng dù mình có làm vua, dù có hưởng thụ cái lạc thú, dù có hưởng thụ bao nhiêu cái niềm an vui thù thắng đi chăng nữa, thì cái già nó cũng không thể tránh khỏi, cuối cùng mình cũng phải già, cái bệnh cũng không tránh khỏi, cũng phải bệnh, và cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết. Vì vậy cho nên cái cuộc đời rất là ngắn ngủi này, cuối cùng cũng đi để mà cái cuộc sống này cuối cùng cũng đi đến cái đích, đó là già, bệnh, chết mà thôi. Có cái con đường nào để có thể giải thoát ra khỏi cái sự già, bệnh, chết này không? Thì lúc đấy thái tử nhìn thấy một cái vị tu sĩ ngồi thiền ở dưới một cái gốc cây, và vị thái tử này mới đến hỏi là ngài tu để làm gì. Thì cái vị tu sĩ đấy mới trả lời: tu để với cái mục tiêu để giải thoát sinh già bệnh chết, để chứng ngộ niết bàn, để chấm dứt tái sinh, chấm dứt cái luân hồi khổ não. Thì cái vị thái tử này mới biết được là đây mới đúng là con đường, đây mới đúng là cái con đường cao quý, con đường chân thật, cái con đường chân cao thượng. Và vị này thái tử Tất Đạt Đa quyết tâm đi theo cái con đường giải thoát này. Những cái cảnh tượng người chết để mang đi hỏa táng, đi chôn, đi quẳng xuống sông là một những cái chuyện rất là hàng ngày thường tình vẫn diễn ra. Có cái chỗ có những cái hố than để thiêu người, có những cái nơi thì người ta không có thiêu người mà người ta quẳng trực tiếp xuống dưới sông Hằng.
Đây là một cái truyền thống ở bên Ấn Độ thời bây giờ. Cho nên rằng là đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy xác chết, bởi vì ở bên Ấn Độ ngày xưa người ta không có chôn xác chết. Đấy, mà một là người ta đốt xác chết, hai là người ta quẳng ra xuống sông, ba là người ta quẳng vào trong rừng, và người ta vứt ở ngoài cánh đồng. Đấy, cho nên là cái xác chết nó rất là nhiều, ta cũng có thể thấy cái xác chết mà người ta sẽ tỉnh ngộ, người ta kinh cảm, người ta thấy cái cuộc đời này cuối cùng ai cũng phải đi đến sự chết, thì người ta sẽ thức tỉnh cao hơn, người ta hướng về cái sự tu hành giải thoát nhiều hơn. Nên là khi mà họ nhìn thấy một cái vị sa môn ngồi thiền và vị thái tử này đã thức tỉnh về cái con đường giải thoát, phải là con đường xuất gia, phải là cái sự tu tập về tâm linh, phải là cái sự hành thiền thì mới có thể đi đến cái sự giải thoát khổ đau được. Khi mà trở về rồi thì bốn cái cảnh tượng: một người già, đây là một người già chống gậy, một người bệnh lõng khom, một người chết đang thiêu, và một cái vị thầy tu, nó cứ ám ảnh ở trong cái tâm trí của cái vị thái tử Tất Đạt Đa. Lúc nào mình nó cũng bị ám ảnh với bốn cái hình tượng đấy: già, bệnh, chết và con đường tu hành. Già, bệnh, chết và con đường tu hành. Chỉ có cái con đường tu thì mới giải thoát khỏi già, bệnh, chết. Dù có làm vua cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Vậy thì làm vua đâu có sung sướng gì, đâu có vui thú gì. Khi mà phải già, phải bệnh và không thoát khỏi cái già, bệnh, chết thì cái cuộc sống này có ý nghĩa gì, có nghĩa lý gì đâu. Và chỉ có cái con đường tu hành, và lúc nào nó cũng ám ảnh thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên thái tử Tất Đạt Đa về thì xin phép vua cha đi tu, nhưng mà vua cha không cho đi. Vua Tịnh Phạn quyết tâm là cho lính gác canh giữ ngày đêm yên mật, không cho thái tử ra khỏi thành. Thì vào một cái đêm mừng thái tử Tất Đạt Đa, thái tử Tất Đạt Đa lúc đấy cũng có một cái người con trai đầu tiên ra đời, đó là hoàng tử La Hầu La chào đời. Khi mà kết hôn với công chúa Gia Du Đạt Đa thì hạ sinh một vị hoàng tử là La Hầu La. Thì đêm hôm đấy là một cái buổi lễ, một cái bữa tiệc ăn mừng, một cái bữa tiệc ăn mừng con trai ra đời, thì có rất nhiều nhạc công, vũ công, ca sĩ đến để múa hát. Nhưng mà trong cái lúc mà các cái vũ công này múa hát thì thái tử Tất Đạt Đa này nằm ngủ, mặc dù vẫn ngồi ở trên ghế nhưng mà nhắm mắt và ngủ ngon này, không có bận tâm, không có quan tâm, không có lắng nghe những cái tiếng hát, những tiếng nhạc. Và đến khi mà những cái người nhạc công này người ta chán, người ta thấy là chúng ta đi ca hát cho thái tử thì giờ thái tử ngủ rồi, thôi chúng ta cũng nằm ngủ. Thế là họ không nằm ngổn ngang mà họ ngủ, những cái vị nhạc công họ ngủ. Khi mà họ ngủ ấy thì vì họ mệt cho nên là họ ngủ họ sùn bọt sùn dãi đó. Và khi mà nằm ngủ, khi mà lúc đấy thì những cái mùi hôi hắm ở trên cơ thể, những cái mùi phấn son nó bốc lên, nó loang lổ, cái mùi hôi hắm ở trên cơ thể, mồ hôi nhã nhuyễn nó bốc lên, và cả một cái căn phòng đấy nó trở nên hôi hắm khủng khiếp. Và thái tử Tất Đạt Đa đi qua và cảm thấy ghê rợn, cảm thấy kinh cảm và cảm thấy nhàm chán trong kiếp nhân sinh. Cái hào nhoáng ở bên ngoài bao nhiêu thì cái sự ô nhiễm, cái sự bất tịnh ở bên trong bấy nhiêu. Nên mình nhìn thấy bên ngoài có bao nhiêu cái đẹp thì ẩn chứa bên trong có bấy nhiêu cái xấu xa. Cảm thấy cái cuộc đời này người ta chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng bên ngoài, mình người ta không để ý đến những cái uế trượt ở đằng trong đâu. Và đây là cái hậu trường của một cái buổi biểu diễn xong rồi, mọi người nằm ngổn ngang ra thế này, sùn bọt mép ra, bốc lên những cái mùi hôi hám trên cơ thể. Rồi thái tử Tất Đạt Đa đó đã đi vào trong cung phòng, nhìn thấy một người vợ con đang nằm ngủ, và ngài từ biệt. Mặc dù lúc đấy ngài chưa nhìn rõ mặt con trai mới chào đời, và ngài quyết định từ bỏ cái hoàng cung này, ta đi tìm một con đường giải thoát. Và ngài đã trên một cái con ngựa thuần chủng, con ngựa kiền chắc, với một cái người đánh xe là Sa Lạp. Năm đó là năm 29 tuổi, thái tử Tất Đạt Đa đã quyết tâm từ bỏ hoàng cung, từ giã cái hoàng tộc, từ giã cái ngô cung vàng điện ngọc,
từ giã vợ đẹp con yêu, từ giã cha già, từ giã tất cả thần dân để ra đi xuất gia tìm đạo giải thoát. Trời tối nhân gian mở mịt qua, giờ này thái tử định đi đâu? Chính vì giờ trời tối nên ra mặt đi để tìm ra ánh đạo mộc. Đây là cái con đường mà vị hoàng tử này đã đi tìm con đường giải thoát, đi tìm cái đi xuất gia tầm đại, từ bỏ cái ngôi vị đế vương để đi xuất gia tầm đại. Khi đến bên cái bờ sông Aloma, đi suốt một đêm dài cho đến tầm rạng sáng hôm sau thì ngài đến cái con sông Aloma này, và ngay tại đây thì đã được giao lên và cắt cái mái tóc xanh, cởi hết long bào ra, cởi hết cái đồ trang sức, đưa cho cái người đánh xe và hãy mang về cho vua cha, cho vua Tịnh Phật, và nói rằng khi nào ta giác ngộ, ta tìm được con đường giải thoát, ta mới trở về. Và lúc đấy khi mà ngài cắt tóc xong, ngài đưa cái mái tóc lên hư không và ngài khởi lên một cái lời phát nguyện rằng nếu ta có thể thành đạo, nếu ta tu hành mà đắc đạo thì cái mái tóc này sẽ không rơi xuống đất. Thì cái lúc đấy ngài vừa mới đưa cái mái tóc lên hư không thì cái tóc ấy nó cứ bay lơ lửng ở trên hư không. Nếu ngài có một cái vị phạm thiền, đây là cái vị phạm thiền này có búng đầu, vị đứng đấy và vị dùng cái bình bát đang ôm trên tay, vị nâng đỡ cái mái tóc đó, vị đem về cái cõi phạm thiên và xây một cái bảo tháp để thờ. Cho nên là bây giờ cái mái tóc này vẫn còn được thờ. Đây là cái áo bào khi mà thái tử Tất Đạt Đa vừa mới cởi ra cái thì vị phạm thiên bị đến bị xin luôn, và xin luôn cả cái mái tóc này để mang về cõi trời và xây bảo tháp để tôn thờ. Tóc và áo được thờ cái cõi sắc kim canh thiên. Và lúc này vị hoàng thái tử Tất Đạt Đa đi ra khỏi cái đất nước Ca Tỳ La Vệ và đến cái đất nước, đây là cái đất nước Ma Kiệt Đà. Và cái vị vua ở cái nước này là vua Bình Sa Vương. Khi mà vị này đến đây trở thành một cái vị đạo sĩ, đây là cái lúc này còn là vị thái tử Tất Đạt Đa, vì đó hàng ngày ôm bình bát đi vào trong thành phất thực xin ăn. Thì dân chúng ở cái thành này người ta cáo nhau rằng hồ có một cái vị sa môn tướng mạo phi phàm, nghe nói là cái vị này là thái tử Tất Đạt Đa con trai vua Tịnh Phạm ở nước Ca Tỳ La Vệ, đã từ bỏ cái địa vị đế vương đi xuất gia làm đạo giải thoát. Thì cái tin đồn này nó lan truyền ra khắp cái nước Ma Kiệt Đà này, và lúc này nó đến tai cái ông vua Bình Sa Vương, cái ông vua gọi là vua Tần Bà Sa La, là Bimbisara, vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La nghe tin là có một vị thái tử ở cái nước láng giềng đang tu hành trên cái quốc độ của mình, và vua Tần Bà Sa La rất là thắc mắc, hỏi rằng không biết có chuyện gì đã xảy ra đối với những cái dòng tộc Thích Ca, có chuyện gì đã xảy ra đối với lại cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ mà một cái vị thái tử con vua, một cái vị thái tử lớn nhất, con vua Tịnh Phạn, một cái người đang chuẩn bị nên để nối nghiệp vua cha mình lại đi xuất ra. Thì vua Tần Bà Sa La đến vấn an và hỏi thăm rằng ngài là thái tử Tất Đạt Đa, chuyện gì đã xảy ra với kinh thành của ngài, có sự tranh giành quyền lực chăng, có giặc giã hay là có nội chiến chăng, cho nên là ngài mới từ bỏ cung vàng diêm ngọc để đi xuất ra, trở thành một cái người tu hành khổ hạnh như thế này. Thì lúc này thái tử Tất Đạt Đa mà không có một cái chuyện gì bất an đối với lại cung thành và dòng tộc của chúng tôi, mà tôi đi xuất gia chỉ vì cái mục tiêu là tìm con đường giải thoát, tìm con đường giác ngộ, tìm ra cái con đường giải thoát khỏi sinh già bệnh chết cho mình và giáo hóa cho chúng sinh để thoát khỏi những cái mê lầm, tìm về con đường thánh giác, con đường giác ngộ. Thì vua Tần Bà Sa La này rất là hoan hỉ, nói rằng đây thật sự là một cái bậc phi thường, một cái con người như thế này thì chắc tương lai sẽ giác ngộ, sẽ trở thành một cái bậc thánh nhân. Cho nên ngài nói rằng lúc đấy vua Tần Bà Sa La nói rằng nếu ngài muốn làm vua ở đây, tôi sẽ nhường cho một nửa quốc độ. Thì thái tử Tất Đạt Đa từ chối, tôi
nếu cần tôi đã trở thành một vị vua của cái đất nước Ca Tỳ Na Vệ, nhưng tôi đã từ bỏ để đi xuất gia, cho nên tôi không có muốn làm vua. Và lúc đấy vua Thật Bà Sa La nói rằng khi nào nếu như ngài đắc đạo, xin ngài hãy trở lại đây để độ cho tôi và độ cho dân chúng ở nước Ma Kiệt Đà này. Và thái tử Tất Đạt Đà, từ lúc đấy Sa Môn Tất Đạt Đà đã chấp nhận cái lời thỉnh cầu đấy, và ngài tiếp tục ra đi tầm đạo. Đây là đi đến học đạo với một cái vị thầy đầu tiên. Vị thầy này là vị đạo sĩ Sanava Karama. Cái vị thầy này chứng được các cái pháp thiền định: sơ thiền, nhị thiền, giác thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Vị này chứng đến tầng thiền thứ 7 trong 8 tầng thiền. Và thái tử Tất Đạt Đa chỉ học với vị này mấy hôm là đã đắc được pháp thiền này rồi. Vị này là đi đến một vị thầy thứ 2, Udaka Dhammaputta. Thì vị này chứng được đến phi tưởng xứ. Thì thái tử Tất Đạt Đa cũng chỉ nghe vị này giảng xong một cái cách thức tu tập thì ngài cũng đã thực hành và chứng đắc ngay lập tức, và là từ giã cái vị này và đi tìm một. Và lúc này vị Sa Môn Tất Đạt Đa thấy rằng trên cõi nhân gian không ai là một cái người còn đủ cái năng lực để truyền dạy cái đạo lý cho mình nữa, vì lúc đấy không ai còn giỏi được hơn ngài. Những vị thầy giỏi nhất là ngài đã học và đã thành tựu và đã ngang bằng với các vị thầy đấy rồi. Và lúc này Sa Môn Tất Đạt Đa quyết tâm tự mình tìm ra con đường giác ngộ. Ngài đi đến cái bờ sông Ni Liên Thiền, đi đến một cái nơi này, tìm đến những cái gốc cây và tu khổ hạnh 6 năm tu khổ hạnh cho đến khi mà cái thân thể rất là gầy mòn. Thì một hôm ngài nghe được cái tiếng nhạc trời, có một cái vị chư thiên mang một cái cây đàn đến. Cây đàn này nó có 3 dây, một cái dây trùng, một cái dây nó căng và một cái dây nó vừa phải. Khi mà cái tiếng đàn này nó đánh vào cái dây trùng thì nó nghe nó không hay, đánh vào cái dây căng thì nó cũng nghe nó không hay, nhưng mà đánh vào cái dây mà nó vừa vừa thì nó ngân nga và nó rất là hay, cái giọng mà cái tiếng đàn nghe nó rất là vi diệu. Cho nên lúc này cái vị Sa Môn này tự nhiên giác ngộ ra, nếu bây giờ ta mà tinh tấn quá, ta tu khổ hạnh quá, nó cũng giống như tiếng đàn căng. Ta mà tu mà rể ruôi quá, nó giống như tiếng đàn trùng. Bây giờ ta phải tu vừa phải, giống như cái tiếng đàn vừa vừa, không căng không trùng. Và vì đó mình quyết định từ bỏ cái nỗi tu khổ hạnh và bắt đầu trở lại ăn uống nhiều hơn trước để cho cái thân thể nó khỏe mạnh lại. Nhờ có sức khỏe thì mới có thể hành đạo được. Cho nên mới nói rằng có thực mới vực được đạo, có ăn thì mới có thể thực hành được pháp. Và vì đó đã đi cất thực và xin những cái món ngon hơn và ăn nhiều hơn, thân thể khỏe mạnh hơn và tu hành đã có tiến bộ hơn. Còn lúc trước thì ăn ít quá, cho nên thân thể nó gầy mòn, tu hành khắc nghiệt quá, khổ hạnh quá, cho nên nó đuối sức, kiệt sức và không thể nào đắc đạo được. Rồi một giấc mơ, trước đêm thành đạo, ngài đã có một giấc mơ rằng ngài đang nằm ngủ, đầu gối trên đỉnh núi Tuyết Sơn, chân để ở hai chân và hai tay thì gác ở trên bốn biển. Đây là một cái giấc mơ báo hiệu một điểm rằng là ngài sẽ thành Phật và ngài có thể phổ độ ở chúng sinh ở khắp các cõi, ở khắp bốn châu, bốn ở bốn phương, ở bốn phương trời ngài có thể hóa độ được chúng sinh ở các mọi nơi. Báo hiệu ngài sẽ thành Phật. Rồi ngài mơ đấy rốn mình mọc lên một cái cây neo xuyên thủng cả tầng mây, báo hiệu rằng ngài sẽ sái hoặc cái màn vô minh che đời, báo hiệu rằng có rất nhiều chim và có đầy đủ các cái màu sắc quy tụ bay ở xung quanh. Thì điều đó cũng báo hiệu rằng là sau này có rất là nhiều những cái đệ tử tại gia, đệ tử xuất gia sẽ đến quy y với ngài. Rồi là có rất là nhiều người cư sĩ mặc áo trắng bao vây ở xung quanh ngài, báo hiệu rằng sau này ngài có rất nhiều đệ tử là những người tại gia. Và có một cái giấc mơ đó là ngài đi ở trên một cái con đường đầy phân nhưng mà chân không nắm bụi. Điều đó là sau này khi mà ngài thành Phật, ngài sẽ đi giữa ở trong nhân gian, ngài sẽ đi vào trong nhân gian phổ độ chúng sinh.
Trong nhân gian thì rất nhiều cái điều ô uế, rất là nhiều những cái điều tội lỗi, nhưng mà Ngài sẽ như một cái bông hoa sen không nhiễm trần. Đó là Ngài sống giữa ở trần gian, nhưng Ngài sẽ không bị nhiễm bởi bất cứ một cái thói hư tật xấu nào ở đời. Ngài trở thành một bậc hoàn toàn vô nhiễm. Đây là những cái giấc mơ báo trước cái đêm mà Đức Phật thành đạt. Và cũng cái buổi chiều hôm đấy thì Ngài nhận một cái bát cháo sữa. Có một cái làng, có một cái cô này, cô ấy thường đến cái gốc cây đa này, cô ấy đảnh lễ vị thần đa. Cái cô gái này thì là một cái người hiếm hoi chưa sinh được con, cho nên cô thường đến đây cô cầu nguyện mong vị thần đa này phù hộ cho cô ấy sinh được một người con trai. Và sau này cái ước nguyện cô thành tựu, cô sinh được một người con trai. Và năm nào vẫn cứ đến cái ngày rằm tháng tư thì cô ấy lại đến cái gốc cây đa này, cô ấy dâng một cái bát cháo sữa. Cái bát thì bằng vàng và bên trong là một cái món cơm cao cấp nhất, đó là cái cơm trộn với sữa, và dâng lên vị thần đa đấy. Thì hôm đấy thì Samôn Tất Đạt Đa này đi đến đúng cái gốc cây đa đấy bằng ngồi thiền. Thế là cái cô gái này, cô ấy nhìn thấy vị Samôn ngồi thiền đấy, cô lại tưởng là một vị thần đa đã xuất hiện. Cô nghĩ là ổ bao nhiêu là cái sự cúng bái của mình, bây giờ cái vị thần đã xuất hiện cho mình thấy. Cô này hoan hỉ quá, về nhà lấy cái bát vàng và nên mang món cơm này ra dâng cúng. Xong rồi Samôn Tất Đạt Đa thọ nhận cái bát cơm này. Họ nhận xong thì Ngài mang cái bát vàng này đi ra dòng sông. Ngài ăn xong cái thức ăn rồi, Ngài mang cái bát này đi ra dòng sông. Ngài mới đứng ở trên mặt nước và Ngài mới thả cái bát xuống sông. Và Ngài phát nguyện là nếu như ta mà tu đắc đạo thì cái bát này sẽ trôi ngược dòng sông. Còn nếu như ta mà không thể thành đạt thì cái bát này nó sẽ trôi xuôi theo dòng nước. Ngài nói xong như vậy thì Ngài quẳng cái bát nó xuống sông. Khi mà Ngài quẳng bát xuống sông thì cái bát này nó sẽ trôi ngược lại dòng nước, nó trôi ngược lại dòng sông. Và điều đó nó tiếp thêm cho cái lòng niềm tự tin, một cái niềm tin là cái sự nỗ lực thực hành giáo pháp một ngày nào đó ta sẽ đắc đạt. Và khi mà cái bát nó rơi xuống thì nó rơi đúng vào cái chỗ mà có ba cái bát trước đó, một bát vàng, hai bát vàng, ba bát vàng đang nằm đây. Và có một cái vị rồng chúa bị nằm ở bên cạnh vị coi ba cái bát vàng. Thì cái vị rồng chúa này thấy một cái bát vàng thứ tư rơi xuống và chồng lên ba cái bát ở dưới. Cái vị Long Vương này biết rằng, ồ, lại có một vị Phật nữa ra đời. Tại sao lúc đấy cái vị Long Vương này lại biết là có một vị Phật ra đời? Bởi vì trong quá khứ đã có ba vị Phật ra đời rồi. Các cái vị Phật trước cũng có những cái điểm rất là tương đồng với vị Phật hiện tại. Các cái vị Phật trước khi mà thành đạt cũng đã từng đến cái gốc cây này và nhận một cái bát cơm cho một cái người thí chủ cúng dường. Và sau đó các cái vị đấy cũng đã mang cái bát đấy ra dòng sông và phát nguyện rằng nếu ta mà tu đắc đạo thì cái bát này sẽ trôi ngược dòng sông. Sau đó vị nó quẳng cái bát xuống sông và cái bát đó, nó trôi ngược dòng sông thì nó chìm xuống đây. Đến vị Phật thứ hai cũng vậy, cũng mang cái bát vàng ra để quẳng xuống sông và phát nguyện như vậy. Vị Phật thứ ba cũng vậy. Và bây giờ đến Phật Thích Ca là Phật thứ tư, khi mà quẳng cái bát xuống sông nó cũng trôi ngược dòng sông thì nó rơi đúng cái vị trí đấy. Có cái vị rồng phía đây thì canh giữ bốn cái bát của bốn vị Bồ Tát trước đêm thành đạo. Trước cái đêm thành đạo của các ngài đều có như thế. Và đêm hôm đấy khi mà đang ngồi thiền thì có do cái sự tư duy thuyền quán rất là sâu sắc, và lúc đấy cái sự giác ngộ của ngài và nó làm chấn động, nó làm rung động đến cả các cái cung điện của ác ma. Và ác ma biết rằng có người đã sắp thành Phật cho nên là đến để quấy phá, dùng đủ hiện ra đủ một hình thù kỳ quái để dọa lại cho thái tử này phải kinh sợ hoảng hốt để mà bỏ chạy, không dám tu tập nữa. Nhưng mà ngài vẫn cứ tiếp tục thiền quán. Và tất cả những cái ba la mật lúc đấy thì thái tử Gata đã tưởng nhớ đến các ba la mật. Các cái ba la mật ở trong bốn A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp, tất cả những cái ba la mật như là giữ giới ba la mật, bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, quyết định ba la mật, từ tâm ba la mật, giản tâm ba la mật, chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, thì các ba la mật này hãy bảo vệ ta. Thì lúc đấy tất cả những cái công đức, tức là những cái công đức của ngài đã làm
nó trở thành một cái vòng kim cang bất hoại. Và đã bảo vệ cho Samuttaradha tránh khỏi cái sự quấy phá của ác ma. Và ngài đã tiếp tục chú tâm hành thiền cho đến khi ác ma rút quân đi hết, thì lúc đấy ngài cũng giác ngộ, chứng được tam minh. Túc mạng mình nhớ lại các đời sống của các cái đời tiếp qua sự cư của mình, chứng được thiên nhãn minh, là thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh. Và ngài có nậu tận minh là đoạn trừ được tất cả những phiền não. Và lúc đấy ngài thành Phật vào đúng cái canh thứ ba. Canh thứ nhất thì chứng được túc mạng minh, canh thứ hai thì chứng được thiên nhãn minh, và canh thứ ba ngài chứng được nậu tận minh. Và ngài giác ngộ trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác ngay ở dưới cái gốc cây Bồ Đề, vào đúng cái đêm hôm rằm tháng tư âm lịch năm đấy, ngày 35 tuổi. Vậy đây là quán chiếu cái pháp duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, sắc lục nhập xuất thọ hạ sinh đó, tự sầu bi khổ ưu não. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì danh sắc diệt, thọ hạ thủ hữu sinh đó, tự sầu bi khổ ưu não diệt. Và ngài đã thành Phật trong 7 tuần đầu tiên thì ngài ngồi để quan sát lại cái pháp thiền mà ngài đã tu chứng. Mặc dù ngài đã thành Phật rồi nhưng mà ác ma vẫn tiếp tục quấy phá, biến ra thành những cô gái để quấy phá. Nhưng mà ngài làm cho những cái ác ma này trở thành những người xấu xí và họ bỏ chạy hết. Cái Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà thành đạo của Đức Phật, là một cái điểm du lịch thu hút rất đông các Phật tử đến để chiêm bái hàng ngày, xây các cái bảo tháp. Và cái gốc Bồ Đề mà Đức Phật tu thành đạo thì cũng vẫn còn. Và sau này thì Đức Phật đã đi Hoằng Pháp. Đây là cái địa điểm mà sau khi mà Đức Phật thành đạo thì ngài đến vườn huyền, vườn Lộc Uyển, vườn Nai để thuyết pháp độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì ngài đã nói cái bài pháp tứ diệu đế, và năm anh em ông Kiều Trần Như thì nghe xong cái bài pháp đấy đều thì đã chứng được sơ quả. Rồi sau đó thì có người thì cho đến cái ngày cuối cùng Đức Phật nói kinh Vô Ngã, về cái kinh Vô Ngã Tương, thì cả năm anh em Kiều Trần Như chứng được quả A La Hán. Thì khi mà Đức Phật thành đạo, mới bắt đầu thành đạo, thì ngài bắt đầu quan sát về cái sự mà hoằng pháp độ sinh. Thì ngài nghĩ rằng là bây giờ ở cái thế gian này, cái con người ta sống thì người ta chạy theo cái lòng tham, cái tham lam của người ta rất là lớn, cái dục vọng người ta rất là lớn, cái tâm ô nhiễm của người ta rất là sâu dày, mà cái giáo pháp thì lại rất là cao siêu, rất là thâm sâu, khó thấy, khó hiểu, khó chứng ngộ, khó chứng đắc. Làm sao ta có thể giáo hóa được, làm sao ta có thể dạy bảo được, làm sao ta có thể hóa độ được những chúng sinh tối tăm mê muội như những con người ở trên thế gian này. Và lúc đấy thì Phạm Thiên Sambati, đây là một cái vị đại Phạm Thiên, đã đến và cung kính bạch Đức Thế Tôn là kính xin Đức Thế Tôn, xin ngài hãy giảng pháp, xin ngài hãy thuyết pháp, hãy vì lợi ích, hãy vì hạnh phúc, hãy vì an lạc cho chư thiên và loài người, ngài hãy thuyết pháp để cứu độ chúng sinh. Bởi vì chúng sinh có những người có ít phiền não, có thể giác ngộ, có thể thấu hiểu được giáo pháp. Vậy thì ngài hãy vì lòng thương tưởng cho đời, hãy thuyết pháp độ sinh. Thì cũng lúc đấy Đức Phật nhìn xuống dưới cái một cái ao sen, và ngài thấy dưới ao sen có những cái bông hoa sen, nó đã mọc lên khỏi mặt nước và nó tỏa hương thơm ngát. Có những cái bông hoa sen thì nó đã ra khỏi bùn nhưng nó còn ở trong nước. Có những bông hoa sen thì vẫn còn ở trong bùn. Thì lúc ấy ngài liên hệ rằng, ngài thấy rằng là ở trên thế gian này có những con người giống như bông hoa sen kia ra khỏi mặt nước. Đó là những cái người có ít phiền não, ít tham, ít sân, ít si, có trí tuệ nhạy bén, có trí tuệ nhanh lợi, có thể giác ngộ được giáo pháp một cách dễ dàng. Và những cái người đấy phù hợp với giáo pháp giác ngộ này. Có những cái người thì giống như hoa sen đã ra khỏi bùn nhưng còn ở trong nước, đó là những cái hàng chúng sinh có cái trí tuệ ở cái mức độ trung bình. Những cái hàng chúng sinh đấy
họ sẽ không dễ dàng gì giác ngộ được giáo pháp, nhưng họ ít nhiều họ cũng sẽ có được cái niềm tin với giáo pháp. Vì vậy hãy tạo một cái nhân duyên để cho người ta gieo duyên lành với giáo pháp, rồi đời này người ta không giác ngộ thì đời sau sẽ giác ngộ. Kiếp này người ta không ngộ đạo thì kiếp sau người ta sẽ ngộ đạo. Vì vậy, và cũng có những chúng sinh thì giống như là những bông hoa sen còn ở dưới bùn. Đó là có những cái chúng sinh có cái trí tuệ rất là thấp kém, có cái trí tuệ rất là hắc ám, rất là mê muội. Những cái chúng sinh đấy thì rất là tối tăm, những cái chúng sinh đấy rất khó giáo hóa, rất khó dạy bảo. Và những cái bông hoa sen mà còn ở trong bùn thì dễ dàng trở thành thức ăn cho rùa cá. Vì những cái chúng sinh ngu muội như vậy thì dễ dàng trở thành những cái chúng sinh trở thành những cái bất thiện pháp, những cái trở thành những cái đồ chúng của các cái tà pháp, của các cái ngoại đạo. Và những chúng sinh đấy sẽ còn trôi lăn ở trong các cái ác đạo rất là lâu dài, còn phải vào địa ngục ngã quỷ súc sinh rất là lâu dài. Vì vậy cho nên là giáo pháp của Đức Phật có những người có thể hiểu được rất là sâu sắc, có những người thì hiểu được ở cái mức độ rất là vừa phải, và có những người không hiểu biết gì. Đó là bởi vì cái căn tính của chúng sinh ở trên thế gian này nó có ba hạng người như vậy: hạng người có trí tuệ lớn, có trí tuệ trung bình, và hạng người có trí tuệ bị niệt tuệ. Niệt tuệ nó là không tiếp nhận được giáo pháp. Và Ngài đã đến vườn Lộc Uyển để thuyết pháp hóa độ cho năm anh em Kiều Trần Như với bài pháp nói về bốn sự thật: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ cần phải biết, ta đã biết. Tập là những phiền não cần phải đoạn trừ, ta đã đoạn trừ. Diệt là niết bàn cần phải chứng ngộ, ta đã chứng ngộ. Đạo đế là cái con đường tu tập giới định tuệ cần phải tu tập, ta đã tu tập. Và lúc đấy Đức Phật mới khuyến khích các cái vị đệ tử rằng là khổ các ông cần phải biết, đó là có sinh ra thì phải có khổ. Dù sinh ra làm thân người, làm thân bất cứ một loài gì, có thân là có khổ. Có năm uẩn này, chấp thủ vào năm uẩn này là khổ. Đó là khổ đế. Tập đế là do tham ái, hay là còn tham ái, còn ưa thích, còn tham nam. Đối với mắt còn tham sắc, tai còn tham âm thanh, mũi còn tham mùi hương, lưỡi còn tham vị, thân còn tham xúc chạm. Thì lúc đấy sẽ còn khổ. Đó là nhân của khổ, là tham ái, là sự dính mắc. Diệt đế là niết bàn, khi nào diệt trừ được tham ái thì sẽ hết khổ, thì sẽ chứng đắc niết bàn. Đó là diệt đế, thì các ông cần phải chứng đắc. Đạo đế cần phải tu tập, đó là con đường bát chánh đạo, là con đường tu tập giữ giới, thực hành thiền định và thực hành thiền tuệ. Đó là con đường cần phải tu tập, các ông hãy tu tập. Lúc đấy Đức Phật khuyến khích xong như vậy, và Đức Phật khích lệ như vậy thì ông Kiều Trần Như đã chứng được sơ quả. Sau đó thì các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi ngày một vị chứng đắc đạo quả, cho đến ngày cuối cùng thì Đức Phật nói cái bài pháp kinh vô ngã tướng thì cả năm vị chứng quả là hàng. Đây là cái khu vườn Lộc Uyển, nó vẫn còn cái dấu tích. Dấu tích từ ngày xưa bây giờ cũng có. Và sau đó Đức Phật tiếp tục đi giáo hóa tiếp và độ tất cả những cái nhóm chúng sinh. Đây là 30 thanh niên đã đến đi dạo chơi, sau đó gặp Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho đều chứng được đạo quả. Rồi Đức Phật lại tiếp tục đi hóa độ ông năm ba anh em Ca Diếp, đạo sĩ Ca Diếp. Có ba anh em, người anh trai thì có tu theo pháp môn Thượng Lược, có 500 đệ tử. Người thứ hai thì có 300 đệ tử, và người em út có 200 đệ tử, là những vị đạo sĩ Thượng Lược. Và Đức Phật đến thì ông Ca Diếp này mới cho Đức Phật ở trong một cái ngôi nhà có con độc long, và Đức Phật dùng thần thông để hàng phục con độc long này, cho nó vào trong bình bát. Và đã dùng rất nhiều các cái loại thần thông khác nhau để độ cho ba anh em Ca Diếp. Cuối cùng ông Ca Diếp mới xin quy y Phật và xin
xuất gia thành đệ tử. Lúc đầu toàn là những cái vị đạo sĩ bệ tóc và lúc này đã cạo đầu. Và tất cả các vị đạo sĩ 500 đệ tử cũng cạo tóc và trở thành sa môn, trở thành vị các vị tỳ kheo trong giáo pháp, và quăng bỏ hết tất cả những cái đồ thờ rửa xuống dưới dòng suối. Và những cái đồ thờ này nó trôi về đến cái các cái người em của Ca Diếp thấy, và sau đó tất cả kéo nhau đến gặp Đức Phật và 1.000 vị đệ tử, 1.000 vị đạo sĩ trở thành 1.000 vị tỳ kheo. 1.000 vị đạo sĩ là đệ tử của Ba Nhâm Ca Diếp trở thành tỳ kheo, và sau đó nghe Đức Phật giảng một cái bài kinh, là cái bài kinh tất cả đang bốc cháy, thì cả 1.000 vị này chứng quả A-la-hán hết. Sau đó Đức Phật mới trở về hoàng cung và độ cho vua Tịnh Phạn, vua Tịnh Phạn và cái hoàng tộc, giáo hóa cho thân tộc, rồi ngài cũng độ cho Xá Lợi Phất đi xuất gia, cho Mục Kiền Niên đi xuất gia, giáo hóa dân chúng và giáo hóa rất là nhiều chúng sinh. Trong 45 năm sau khi thành đạo thì Đức Phật đã đi khắp nơi và hóa độ dân chúng ở cái nước Ca Tỳ Na Bệ, hóa độ dân chúng ở nước Ma Kiệt Đà, hóa độ dân chúng ở cái nước của vua Bát Xê Na Đi là nước Xá Vệ, tất cả mọi người, và giáo hóa tất cả các cái vị từ quốc vương đại thần cho đến quần chúng nhân dân đều trở thành những cái người Phật tử và những cái người tu tập theo giáo pháp của Đức Phật rất là đông. Và ngài hóa độ cho cả Na Hầu La là con trai của ngài trở thành một cái vị sa di đầu tiên, cũng sau này lớn lên cũng tu tập theo giáo pháp. Và khi mà ngài đi tu rồi thì lúc đấy vua Tịnh Phạn nghĩ rằng là ta sẽ nhường lại ngôi cho người cháu nội là Na Hầu Na, nhưng mà Đức Phật về và đã đưa Na Hầu Na đi xuất gia. Thì lúc này vua Tịnh Phạn lại nói rằng thế thì ta sẽ nhường lại ngôi cho em trai của Phật, đó là hoàng tử Nan Đà. Đây là vị hoàng tử Nan Đà, là em trai của Phật. Thì lúc này vào đúng cái ngày mà vua Tịnh Phạn định nhường ngôi thì Đức Phật đã đến cái nhà của em trai Nan Đà này và khất thực. Sau đó thì Đức Phật đi và cho người em trai này ôm cái bình bát đi đến tịnh xá. Sau đó Đức Phật mới bảo em trai là thôi không, hãy xuất gia đi. Người em trai là rất là kính trọng người anh cho nên là không dám từ chối, cho nên đã cạo đầu xuất gia. Nhưng mà khi cạo đầu xuất gia thì người em này không có thật tâm tu, cứ luôn nhớ về nhà và cứ luôn nhớ về cái người vợ, cái ngày hôm đấy là ngày cưới, và luôn luôn nhớ về. Thì Đức Phật đã dùng thần thông đưa cái người em này đi lên cõi trời, dùng thần thông để bay lên cõi trời, thì bay qua một cái khu rừng thấy một cái con khỉ cái, và nó đã vừa mới bị cháy trụi hết lông và da của nó sần sùi ghẻ lợn. Sau đó Đức Phật bảo hãy ghi nhớ kỹ cái hình ảnh của con khỉ cái đấy. Sau đó Đức Phật lại đưa lên cõi trời và thấy các tiên nữ ở trên cõi trời, và Đức Phật mới hỏi là thấy con khỉ cái nó có xấu không? Xấu lắm. Và thấy các tiên nữ có đẹp không? Và đẹp. Thế cái người vợ của ông thì nó như thế nào? Và thưa ngài, nếu mà những người vợ của con mà so với các cô tiên này thì cũng giống như là chỉ ngang bằng với con khỉ cái này thôi, xấu xí, không đẹp bằng các cô tiên nữ này. Thì lúc đấy Đức Phật bảo ông mà tu tập sau này muốn sinh thiên này thì sẽ có rất nhiều các cô tiên nữ đẹp, thì tội gì phải đi lấy cái cô gái đó. Cái cô gái đấy thì trông có đâu có, so với các cô tiên này thì cũng giống như con khỉ cái này thôi. Thì cái người em trai đã quyết định tu tập và sau này thì chứng quả A-la-hán, và đến ngày cũng từ bỏ cái ý định sinh thiên và ngài đã đi đến cái sự giải thoát. Còn cái hình ảnh đây nữa là khi mà Đức Phật hoàng thuyết pháp như thế thì có một cái vị thương gia, đó là ông trưởng giả các cô độc, nhưng mà ông đến nghe Đức Phật thuyết pháp, ông chứng được đạo quả. Khi mà chứng đắc được đạo quả thì ông mời Đức Phật đến cái nước Xá Vệ để giảng pháp. Thì Đức Phật bảo nói là ông hãy về để xây dựng tịnh xá thì ta sẽ đến đó để hoàng pháp. Thì ông các cô độc ông về, ông đi tìm khắp nơi xem là ở cái nơi nào có được cái mảnh đất đẹp nhất để dâng lên Đức Phật làm tịnh xá.
thì ông thấy cái khu vườn là cái khu công viên của Thái tử Kỳ Đà là một cái nơi thích hợp nhất, nó không có quá xa đối với thành, đối với vương thành, mà nó cũng không quá gần, nó là cái nơi phù hợp để tĩnh tu và nó cũng gần cái kinh thành, để hàng ngày có thể vào trong kinh thành xá vệ để cắt thực. Cho nên ông đã đến xin hỏi mua cái khu vườn này để xây cái ngôi chùa đầu tiên. Và cái ông Thái tử Kỳ Đà này, ông nói là ông có đem vàng ông nát lên hết cái mặt đất này thì tôi mới bán cho. Thì ông Thái tử nghĩ rằng nói như thế để cho ông cấp cô độc này, ông ấy từ bỏ cái ý định mua cái khu vườn đó. Nhưng cấp cô độc này ông ấy đã thực hiện đúng theo yêu cầu, ông về ông chở mở kho, ông chở vàng và ông nát khắp mặt đất và ông mua cái khu vườn này. Thì Thái tử Kỳ Đà này rất là kinh ngạc, tại sao lại có một người dám bỏ ra một cái tài sản lớn như vậy để mua cái mảnh đất để xây tịnh xá. Và Thái tử nghĩ rằng đây chắc phải là một cái vị rất là cao nhân, nên là một cái vị thương nhân này mới dám bỏ ra cái số tiền lớn như vậy để mua đất để xây tịnh xá. Cho nên Thái tử Kỳ Đà này bảo tôi sẽ cúng dường hết cái vườn cây, còn ông cúng dường đất, thì cái ngôi tịnh xá, cái ngôi chùa này sẽ lấy tên của cả hai chúng ta, đó là Tịnh Xá Kỳ Viên. Kỳ có nghĩa là Thái tử, còn Viên có nghĩa là ông cấp cô độc, cấp cô độc Viên và Thái tử Kỳ Đà. Và cái ngôi chùa đó sau này đã được xây lên và Đức Phật đã đến đây giảng pháp trong suốt một thời gian rất là dài. Đức Phật đã cư ngụ ở trong cái ngôi chùa này gần 30 năm để giảng pháp. Và đấy được gọi là Tịnh Xá Kỳ Viên của hai cái vị thí chủ lớn này. Và có rất là nhiều những cái quốc gia có những cái đội quân mang quân ra trận định xông vào đánh nhau, thì Đức Phật cũng dùng cái thần lực của mình và can ngăn hai cái vị vua ở hai nước đang đánh nhau để tranh giành đất đai, để tranh giành nước tưới cho cái hai cái bờ sông. Thì đây là một cái dòng tộc Thích Ca, là cái dòng tộc cha của Đức Phật, và một cái bộ tộc Kolija là cái dòng tộc mẹ. Hai cái bộ tộc này có hai cái cánh đồng ở hai bên bờ sông, và lúc này hai cái bộ tộc này muốn đi tưới nước vào trong cánh đồng của mình thì cái nước ấy nó khan hiếm, hai bên tranh giành nhau để đem quân đội gia đình đánh nhau. Thì Đức Phật đã đến và hòa giải, hai bên này đã hạ bỏ vũ khí xuống và sau đó mới thức tỉnh ra, nếu như không có Đức Phật đến thì hôm nay chúng ta đã hy sinh hết. Vì vậy cho nên là mỗi bên cử ra 500 người, mỗi bên cử ra 250 người đi xuất gia theo Phật. Và Đức Phật đã có một cái đoàn đệ tử rất là đông đảo và hàng ngày ôm bát vào trong các kinh thành để đi khất thực. Và Đức Phật đã hoàng pháp trong 49 năm. 49 năm hoàng pháp đã hóa độ được rất là nhiều người giác ngộ. Tất cả những cái người khó điều phục nhất Ngài cũng đã điều phục. Điều phục được cả những cái người hung dữ độc ác, Ngài điều phục được cả những cái con thú dữ như là những cái con voi dữ. Nó định đến nó húc báng Phật, và Đức Phật đã dùng cái từ tâm để điều phục và thuần hóa nó trở thành những cái một cái con voi rất là hiền lành. Còn những cái là Đức Phật hóa độ cho vua cha, trước khi mà vua Tịnh Phạn Băng Hà thì Ngài đã thuyết pháp và cho vua cha này chứng được quả A-la-hán. Và lúc đấy ở trong nhân gian bên Ấn Độ có rất là nhiều người ta mê tín. Có những cái người thân qua đời, người ta cứ đến tìm đến Đức Phật, người ta nói là xin Ngài hãy cầu nguyện cho linh hồn của cha con được sinh về cõi trời. Và Đức Phật thì từ chối những cái mê tín đấy của nhân gian, và Đức Phật chỉ khai ngộ cho mọi người, người ta giác ngộ ra sự thật. Và đây là có một cái vị thanh niên sau khi cha qua đời thì đến nhờ Đức Phật là hãy cầu siêu cho cha con. Thì Đức Phật muốn thức tỉnh cái vị này bằng cái cách được rồi, hãy theo ta ra bờ sông. Thì ra bờ sông và hãy lấy cái bình, lấy hai cái bình ở đây, một cái bình đựng đầy dầu và một cái bình đựng đầy đá vào. Rồi bây giờ hãy ném hai cái bình này xuống sông xem nó như thế nào. Thì lúc đấy mà cái vị thanh niên này ném hai cái bình xuống sông thì cái bình mà đựng đầy đá thì nó chìm xuống đáy sông, còn cái bình mà đựng đầy dầu thì nó nổi lên trên mặt nước. Thì Đức Phật bảo thấy chưa,
Thì bây giờ ông có thể cầu nguyện cho cái bình mà nó đang chìm ở dưới đáy nó nổi lên trên mặt nước, còn cái bình mà đang ở trên mặt nước này nó chìm xuống đáy được không? Thế là cái vị thanh niên này thức tỉnh, nó bảo dạ thưa không, không ai có thể làm được cái điều đó. Không ai có thể làm được cái điều là làm cho một cái bình đang chìm mà nổi lên mà một cái bình đang nổi mà chìm xuống được. Vậy thì lúc ấy Đức Phật ấy bảo, tại sao ông này còn muốn ta là phải cầu siêu cho cha ông? Cha ông thì cũng giống như cái bình này. Nếu như lúc sống mà tạo nhiều cái thiện nghiệp, nó giống như cái bình mà đựng dầu này, nó sẽ nổi lên. Có nghĩa là lúc chết một cái là sinh về cõi thiên giới ngay, sinh về cõi lành ngay. Còn nếu như mà lúc còn sống tạo nhiều ác nghiệp, cũng giống như cái bình mà đựng đầy sỏi đá này, chết một cái rơi thẳng xuống địa ngục ngay, không có cái thời gian nào mà chờ đợi hết, không có cái. Cho nên là cái việc mà cứ lễ bái tuần nhất, tuần nhị, tuần tam, tứ cho đến tuần 7, 4, 9 ngày nó đều là mê tín hết. Đức Phật không phải chấp nhận điều đó. Mà trong nhân gian thì cái tục lệ cổ truyền trong nhân gian là người ta cứ phải cúng bái như vậy, người ta mới yên tâm. Thế nhưng mà đây là cái cách thức mà để Đức Phật đã dẫn bảo những cái người mê tín ở trong nhân gian là như vậy đấy. Cúng bái là thế đấy, không có lợi ích, không có tích sự, không có tăng dụng gì hết cả. Mà bây giờ muốn có lợi ích ấy là phải dạy cho người ta bỏ ác làm lành. Giống như cái lúc mà mình đang tích lũy những cái gì mình cho vào trong bình này. Và Đức Phật là Đức Phật giảng dạy cái pháp là ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái lúc mình còn đang khỏe mạnh này, trong cái lúc mà mình còn đang hiện hữu, đang sống trong cuộc đời này. Mỗi ngày mình hãy bỏ vào cái bình này một ít dầu để sau này mình nổi lên này. Còn những cái người ác, cái người mà người ta không biết đạo, mỗi một ngày người ta đang bỏ vào trong cái bình của họ một ít sỏi đá này, sau này họ rơi xuống địa ngục. Thì khi mà chết rồi thì đừng có cầu cúng gì hết, lễ bái đấy là mê tín Đức Phật. Đây là cái cách mà Đức Phật dạy cho những người thích cầu siêu. Cho nên là Đức Phật chỉ dạy là hàng ngày hãy từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu. Thì người đấy sau khi chết thân hoại mạng chung sẽ sinh về thiên thú, thiên giới, cõi đời này. Còn những cái người nào hàng ngày mình sát sinh, mình trộm cắp, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu, thì đến khi chết rồi có mà cầu siêu cả một ngày, 10 ngày, 100 ngày, có một vị thầy, 100 vị thầy đến cầu siêu, thì vẫn mình ở dưới cái người chết đấy vào địa ngục, vẫn cứ ở trong địa ngục, chẳng có nhúc nhích ra khỏi địa ngục một tí nào hết. Cho nên là có mà cầu đến hết ngày này sang ngày khác thì cái sự cầu cúng đấy cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Và đấy là cái pháp mà Đức Phật đã giảng dạy như thế. Đức Phật không có bao giờ chiều theo cái sự mê tín, cái sự tà kiến của người đời, mà ngài chỉ chỉ bày ra cho mọi người giác ngộ sự thật, hiểu đúng sự thật và thực hành theo cái sự thật đấy để được cái sự hạnh phúc, để được cái sự lợi ích lâu dài. Chứ ngài không có làm những cái việc vô nghĩa, những cái việc mà không có lợi ích, những cái việc mà không có cái giá trị, không có tích sự gì. Vì vậy ngài dạy cái giáo pháp mọi người hãy sống trong hiện tại, mỗi một ngày trôi qua là một ngày phải thực hành giáo pháp, suốt một cuộc đời là một cuộc đời thực hành giáo pháp, thì sau này mình sẽ được hưởng cái phước báo cao thượng, cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc từ chính cái sự tu tập, cái sự thực hành của mình. Chứ không phải là mình ngồi đấy để chờ đợi có người nào sẽ ban tài pháp lộc cho mình, có người nào sẽ ban phước cho mình. Cái chuyện đó là viển vọng vô ích và không thể có. Có một cái người mẹ có đứa con chết, đến xin Đức Phật, xin ngài là một bậc có thần lực lớn, ngài hãy cứu độ con nó chết rồi, bây giờ ngài hãy làm cho nó sống lại đi. Ngài là thần thánh chứ ngài có phải người thường đâu, mà sao ngài không cứu độ chúng sinh, mà sao ngài không cứu độ được, đây chúng sinh đang chết trước mặt ngài đây, ngài cứu đi. Đấy, đứa con này nó còn trẻ như thế này, ai nỡ để cho nó chết. Thế là ngài cứu đi. Có phải là hàng ngày mình luôn cầu cúng, mình luôn mong có người cứu độ mình như thế phải không? Con đang khổ đây, Phật cứu con đi. Bây giờ có người lại con, đứa con nó chết rồi, Phật cứu đi. Thì lúc đấy Phật có cứu được không? Và Đức Phật bảo thế, bây giờ hãy đi vào trong tất cả các nhà ở trong làng này, đi đến các nhà đấy và cứ đến hỏi rằng nhà người nào mà không có người chết. Cứ đến nhà ai cũng hỏi rằng này, nhà bị có người chết không? Nếu đến một cái nhà nào mà không có người nào chết
thì xin cho ta một cái, xin cho ta một ngọn lửa, về đây ta sẽ cứu được con của cô. Thì cái cô này bắt đầu đi vào trong nhà dân mà đi đến nhà nào hỏi nhà này có người nào chết không. Nhà này có, nhà tôi có người chết. Đến nhà thứ hai cũng xin hỏi như thế, nhà có người chết không. Rồi đi hết cả làng thì nhà nào người ta cũng trả lời nhà tôi có người chết, nhà tôi có người chết. Và không thể xin được một cái ngọn lửa ở một cái ngôi nhà nào mà không có người chết. Và sau đó cái cô này quay lại Đức Phật và thưa ngài, con đã đi khắp cả làng rồi nhưng nhà nào cũng có người chết. Mà đấy thì cái quy luật nó là như thế, có sinh thì phải có tử, có ra đời thì phải có chết đi, nhà nào cũng có người chết thì cớ gì cô phải sầu bi khi mà con cô nó chết theo nghiệp của nó. Cái nghiệp của nó sinh ra đời nó chỉ sống được bằng đấy thôi. Thì cái cô gái này đã thức tỉnh bằng cái trí tuệ của mình, Đức Phật đã cho mọi người hiểu ra được sự thật, thấy được sự thật, chấp nhận sự thật và thực hành theo sự thật đó. Đó là cái giáo pháp của Đức Phật để chăm sóc cho những người bệnh nhân. Và trải qua 45 năm hoằng đạo thì Đức Phật giáo hóa cho chúng sinh cả ở cõi trời và cõi nhân loại và cõi thiên giới. Đây là Đức Phật lên cả cõi trời để giảng pháp cho chúng sinh ở cõi trời suốt 3 tháng. Đức Phật thuyết giảng vi diệu pháp khiến cho vô số chư thiên đã đắc đạo, đã giác ngộ. Và khi ngài trở lại nhân gian thì chư thiên đã đi theo ngài xuống nhân gian bằng cái con đường từ thiên giới xuống. Đức Phật đã dùng thần thông cho mọi người thấy cõi địa ngục. Đây là cõi ngã quỷ, cõi địa ngục ấy. Tối tăm này có những cái lửa địa ngục đang thiêu đốt ấy. Vì vậy cho nên đây là cái cõi nhân loại, đây là cõi thiên giới và đây là cõi địa ngục. Và chỉ có cái thần lực của Đức Phật, cái thần thông của Đức Phật có thể khiến cho chúng sinh thấy được rằng là ồ, thì ra cũng có những chúng sinh khác sống ở đây. Mình tưởng rằng mình chỉ có mỗi mình sống, có mỗi cái cõi người này thì đó là một sự sai lầm lớn. Trên mình còn có rất nhiều các vị chư thiên, người ta sống ở trên hư không, người ta có thần lực, người ta an vui sung sướng, người ta có nhan sắc, người ta có sắc tướng, có hào quang, người ta phi hành tự tại bay như ở trên hư không. Có những chúng sinh phải đi trên mặt đất như cõi người, mà có những chúng sinh đang chìm đắm ở dưới địa ngục, đang bị thiêu đốt ở dưới địa ngục. Thì đấy là tất cả của những cái thiện nghiệp. Người nào mà làm cái thiện nghiệp lớn thì đây trở thành những vị thiên thần. Người nào làm những cái thiện nghiệp vừa vừa thì đây là những cái con người đang sống nây nấp trên mặt đất. Người nào làm ác nghiệp thì đây là địa ngục khổ đau, họ đang bị thiêu đốt ở trong đây. Thế vậy cho nên Đức Phật đã giảng dạy cho cái con đường ai muốn lên thiên giới thì hãy giữ giới, hãy bố thí, hãy tu tập những cái công đức. Ai muốn trở lại làm người thì đừng có làm việc ác. Còn ai mà muốn làm súc sinh thì ngu si, không chịu học hỏi giáo pháp thì sẽ làm súc sinh. Ai muốn vào địa ngục thì cứ độc ác, sống tàn nhẫn với những cái chúng sinh khác thì sẽ vào địa ngục. Ai mà muốn làm ngã quỷ thì cứ tham tham bòn chèn thì cuối cùng sẽ trở thành ngã quỷ hết. Thì tất cả những cái con sự an vui khổ đau đều do chính mình tạo ra. Cho nên Đức Phật đã giác ngộ, đã giáo hóa cho chúng sinh bỏ ác làm lành để tu tập để đi đến giải thoát. Đấy là cái điểm trọng yếu của giáo pháp của Đức Phật. Và từ trên cõi trời ngài đi nè, đi sửa xuống nhân gian bằng con đường bằng pha lê trắng. Có các vị chư thiên mang nọc đến tiễn đưa Đức Phật từ cõi trời trở lại nhân gian. Mặc dù các vị thần thông, các vị đệ tử của Đức Phật có thần thông lớn nhưng Đức Phật cấm không cho sử dụng thần thông. Có một vị tỳ kheo dùng thần thông bay lên trên cái ngọn cây để lấy cái bát bằng trầm hương xuống để đưa cho Đức Phật, và Đức Phật bắt là phải đập tan cái bát này ra và cấm từ nay không được ai được khoe quang thần thông. Và từ đấy đệ tử của Đức Phật không ai dám thi triển thần thông nữa. Cho đến năm 80 tuổi thì Đức Phật đã nói rằng giống như một cái cỗ xe cũ kỹ và nó đã đến cái lúc mà nó đã bị nó không còn có thể nào mà lăn được nữa. Cũng vậy cái thân xác của ta này nó đã trải qua một cái tuổi đời, đã trải qua 80 năm rồi và nó đã đến cái lúc nó cũng khô héo, nó cũng đến cái lúc mà nó cũng bị tan rã rồi, không thể nào sống ở trên trần gian được nữa. Và lúc đấy Đức Phật
nó đã sắp đến ngày ta nhập niết bàn. Và Đức Phật đã đi đến cái vườn Sa La Song Thọ đúng là vào cái năm 80 tuổi. Ở tại đây thì Đức Phật đã độ cho một cái người đệ tử cuối cùng. Một cái vị này đã 120 tuổi rồi. Cái vị này biết, nghe nói là Đức Phật đến đây, vì vị này chạy đến, lúc đấy vị này chạy đến muốn gặp Phật. Thì các cái đệ tử của Đức Phật là ngài Ananda mới nói là xin đừng quấy rầy Đức Thế Tôn, ngài sắp nhập niết bàn rồi. Thì lúc đấy Đức Phật mới ngăn ngài Ananda nói: này Alan, ta sẽ độ cho người cuối cùng này, đây là người đệ tử cuối cùng của ta. Sau đó thì cái vị này được vào gặp Đức Phật thì mới hỏi rằng: thưa ngài, ở trên đời có rất là nhiều người tự xưng là Phật, con đi đến đâu cũng gặp người ta xưng là tôi cũng là Phật này, tôi cũng là bậc chánh đẳng chánh giác đây, tôi cũng là một cái người đã giác ngộ chân lý, giác ngộ sự thật đây, mọi người hãy theo tôi, hãy học theo giáo pháp của tôi. Và chúng con là cái người trần, những cái người phàm phu ngu muội, chúng con không phân biệt được đâu là Phật thật, đâu là Phật giả. Vậy ngài với những cái vị Phật mà tự xưng là Phật kia thì có gì khác nhau? Và cái vị này hỏi như thế thì Đức Phật nói rằng: ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có niết bàn, không cần biết đó là vị Phật thật hay Phật giả, nhưng mà những cái ai mà giảng dạng theo đúng bát chánh đạo, đó là vị đó phải giảng cái pháp đó là chánh chí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì đó là cái con đường đi đến giải thoát mình có thể thực hành. Còn nếu mà ai mà giảng cái giáo pháp là tà kiến, nói sai chân lý, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, thì con đường đấy sẽ đi vào địa ngục, sẽ đi vào khổ đau, và hãy đừng theo con đường đấy. Sau đó thì Đức Phật đã dạy cho cái ông này một cái đề mục thiền. Và bị cái ông đạo sĩ này, ông ra ngoài gốc cây, ông ngồi thiền có một tiếng là ông chứng quả A-la-hán. Và đấy là cái vị đệ tử đầu tiên, và vị đệ tử cuối cùng. Và sau đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Đức Phật đã nhập Niết Bàn ở dưới hàng Sa La Song Thọ. Sau khi nhập Niết Bàn thì xá lợi, cái thân của ngài mang đi thiêu, thiêu hỏa xong thì lúc đấy có 8 vị vương tử ở 8 nước mang các vị mang quân đến đấy để tranh giành Xá Lợi. Thì có một vị Bà La Môn bị đứng ra bị phân chia cho thành 8 cái bình, mỗi người một cái bình để mang Xá Lợi về để tôn thờ. Thì sau này Xá Lợi của Phật được mang đi tôn thờ ở các nơi. Và sau đó khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì các đệ tử của Đức Phật mới vào trong một cái hang động kết tập lại các cái kinh điển của Phật. Đó là lần kết tập kinh điển lần thứ nhất do một cái vị vua A Xà Thế, này đã đứng ra bảo hộ. Rồi sau đó kết tập kinh điển lần thứ hai do vua A Dục Vương Asoka bảo hộ. Rồi sau đó đến kết tập kinh điển lần thứ ba cũng ở tại Ấn Độ, có trải qua 3 lần kết tập kinh điển. Và vua Asoka là một cái người đã phái các cái phái đoàn truyền pháp, đem giáo pháp của Đức Phật đi truyền pháp ở khắp nơi. Thì vua Asoka có rất nhiều những cái người con trai và người con gái đi xuất gia tu đạo. Và vua đã gửi gắm niềm tin vào chính những cái người thái tử con của mình. Đó là ngài cho những cái người con trai tu tập và đã trở thành những vị A-la-hán mang cái Xá Lợi của Phật đi đến những cái nước để đưa cái Phật giáo từ Ấn Độ truyền ra các nước khác, như truyền sang Trung Quốc, truyền sang bên Tích Lan, Sri Lanka, truyền sang Miến Điện, và từ đó Phật giáo ở Ấn Độ miền Nam truyền đi khắp mọi nơi. Thế đây là người con gái của Đức Phật đã đi xuất gia trở thành một cái vị Tỳ Kheo Ni và cũng trở thành một vị thánh tăng A-la-hán, và mang cây Bồ đề từ Ấn Độ sang Tích Lan để trồng, và truyền một cái giáo của đoàn Tỳ Kheo Ni sang bên Tích Nam. Và từ đó thì Phật giáo truyền đi khắp nơi, và sau này đã có rất là nhiều những cái bia tháp dựng lên để ghi dấu lại những cái dấu tích của Đức Phật đã ra đời, và kinh điển sau này đã được ghi chép ở trên lá bối. Và cho đến tận cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ 4 tổ chức ở Tích Nam thì tạm kinh điển mới được viết thành chữ. Còn trước đó tất cả những cái kinh điển của Đức Phật đều được các đệ tử học thuộc lòng hết.
đấy, cái thời gian đầu mọi người chỉ có truyền khẩu, đó là cái người trước truyền cho người sau bằng cái cách học thuộc lòng. Và phải đến thế kỷ cho đến lần kết tập kinh điển lần thứ 4 rồi, trải qua 300 năm sau 400 năm sau thì kinh điển mới được ghi chép lại trên Nam Bộ. Và sau này thì khắc ở trên những bia đá, cái bia đá còn nguyên vẹn ở trên Miến Điện. Và có những cái thánh tích về đạo Phật như ở vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sinh, nơi cội Bồ Đề nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, vườn Ngọc Uyển nơi Đức Phật chuyển pháp luôn, và Câu Thi Na là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đấy là những cái bốn cái thánh tích mà bây giờ vẫn còn và mọi người vẫn thường xuyên đi thăm cái thánh tích đấy. Thế là trọn vẹn về cái cuộc đời của Đức Phật. Mà cứ đến cái ngày rằm tháng 4 là cái kỷ niệm gọi là cái thánh lễ Vesak. Vesak là kỷ niệm ba cái sự kiện trọng đại của Đức Phật, đó là sự kiện ra đời của Đức Phật, sự kiện Đức Phật thành đạo, tu hành và thành Phật, và cái sự kiện là Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Và cái sự kiện đó kể từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay là đã trải qua 2563 năm, và được gọi là Phật lịch 2563, là cái Phật lịch năm nay. Giờ mọi người sẽ giải lao một chút ha, mọi người giải lao một chút, sau đó thì sẽ trở về để tụng kinh Phật đản, sau đó thì đi nhiễu Phật và làm lễ tắm Phật. Và mọi người hồi tưởng, sau đó thì chúng ta sẽ giải lao 10 phút. Mọi người đọc theo sư nhé. Itam me punyam asava padam vahamutu. Itam me punyam ibalasa acayo otu. Phước này này của con, nguyện đoạn trừ các đau hoặc trầm luân. Phước này này của con, nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước này này của con, xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả các thọ nhận phần phước ấy đều nhau.